Do đám chủng phá, trò hề trong mùa dịch Covid-19. Một số tổ chức chống phá, như Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ Ký giả cùng nhân thân một số phạm nhân như Nguyễn Văn Hóa, Lưu Văn Vịnh, Trương Minh Đức, Trần Hoàng Phúc đã phát đi lời kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích vô điều kiện các tù nhân mà chúng gọi là tù nhân lương tâm để đảm bảo an toàn cho họ trong đại dịch Covid-19. Không những vậy, họ còn một mực lên tiếng khẳng định rằng tù nhân lương tâm không là mối nguy hiểm cho xã hội trong mọi hoàn cảnh và mọi thời điểm. Chúng không biết rằng, ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm. Tất cả những người bị kết án và phải chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam đều là những người vi phạm pháp luật hình sự của Việt Nam. Nhóm tù nhân lương tâm được các tổ chức như Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ Ký giả nhắc đến ở trên, thực chất là những kẻ phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, những kẻ chống đối đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã bị Tòa án Nhân dân xét xử, tuyên án. Pháp luật không có ngoại lệ, bất kỳ ai vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hiến pháp của nhà nước Việt Nam đã nêu rõ, công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. Cho nên những kẻ chống đối đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam là những kẻ phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, phản bội lại Tổ quốc, không thể gọi chúng là tù nhân lương tâm. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp ở mọi nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được đặt ra là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chống dịch như chống giặc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, cùng với hệ thống các giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Chúng ta đã đạt được kết quả thành công bước đầu, quan trọng trong phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19, được cộng đồng quốc tế và nhân dân đánh giá cao. Trong đó, có các cơ sở giam giữ, được Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, đã thường xuyên quan tâm triển khai nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19 tại các cơ sở giam giữ. Hơn nữa, với các tổ chức như Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ Ký giả là những tổ chức được dựng nên để thực hiện cho mục đích của chống phá Việt Nam, đưa ra cái nhìn sai lệch về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam và một số nước khác. Vì vậy, những lời kêu gọi phóng thích vô điều kiện đối với những kẻ chống phá, những đối tượng mà các tổ chức phản động gọi là tù nhân lương tâm để đảm bảo an toàn trong đại dịch Covid-19 là chiêu trò lỗ bịch vô căn cứ.